Đây nhé, bây giờ mình sẽ hướng dẫn những cách thức để có thể đưa cái dữ liệu từ ngoài vào trong cái phần mềm. Đầu tiên là chúng ta mở phần mềm ra kiểm tra. Thì đương nhiên thì sau này chúng mình làm ấy thì chúng mình sẽ phải để nguyên như thế, và chúng mình không không có thay đổi gì về cái vấn đề hóa đơn cả. Cái hóa đơn đã làm rồi thì mình không xóa nữa. Nhưng hiện tại bây giờ ở đây đang là một cái dữ liệu là chưa có hóa đơn, chỉ mới đưa được danh mục vào. Bây giờ thực hiện ấy thì cái vấn đề của mình ấy là mình đưa vào cái số liệu trên những cái file mẫu có sẵn. Ở đây là cái file mẫu có sẵn này. Đây, trong document này này là đưa dữ liệu dịch vụ vào phần mềm. Đó là những cái dịch vụ của cái ban quản lý của mình ấy. Ở đây. Cái file này là file mẫu để đưa dữ liệu vào nhá. Chúng ta sửa thành tiếng Việt không dấu, dấu đi. Để đưa dữ liệu bán hàng vào. Rồi. Ở mình đây là có 8 file, 8 vùng. Cái 8 cái vùng này đã được định dạng rồi. Là ở đây thì mỗi một khách hàng là có 4 dòng. 4 dòng này thì có đặc điểm là số hóa đơn là giống nhau. Ngày hóa đơn giống nhau. Mã khách hàng, tên khách hàng, mọi cái đều giống nhau. Nhưng mà ở đến cái chỗ mà mã hàng này này thì cái dòng 1 là cái mã của nó là DV001, tức là dịch vụ 1 đấy, dịch vụ 2, dịch vụ 3, dịch vụ 4 ấy. 4 dòng này là có 4 loại dịch vụ. Cái tài khoản kho, tài khoản nợ, tài khoản có này thì các bạn không cần bận tâm. Ở đây có số lượng đơn giá thành tiền, thì cái phần tiền địa điểm này nó tính theo mét vuông, thì cái số lượng ở đây chính là mét vuông. Đơn giá là tiền thuế, tiền dịch vụ trên mỗi một mét vuông bao nhiêu và nhân ra thành tiền. Còn cái này là theo quy định của nhà nước, tức là cái tiền dịch vụ bảo vệ vệ sinh. Ở đây thì chúng ta thấy là cái này đã được định dạng này, cộng thêm các cột ở đây này, là để khi mình chỉ cần copy vào là nó đúng mẫu luôn. Thế thì ở đây đầu tiên chúng ta copy toàn bộ này. À, đầu tiên chúng ta sẽ mở cái file đưa dữ liệu vào trước nhé. Đây, cái file này này. Cái file này là đã có số liệu ở đây rồi thì chúng ta phải xóa trắng nó đi. Chúng ta đưa từng vùng thì chúng ta xóa trắng nó đi. Kéo xuống, xóa hết. Đây, xóa hết, chúng ta xóa hết, cái chuột phải xóa hết nhá. Nhưng khi chúng ta dán là dán vào cái ô đầu tiên này, chúng ta phải kéo cái thanh chuột này hết này. Đấy, là cái ô đầu tiên, cái cột A2 này. Đấy, chúng ta vào đây này, chúng ta bắt đầu này. Chúng ta lấy dữ liệu nhá, bắt đầu từ đây. Đây, chúng ta kéo từ cái ô này cho đến cái phần giá trị tiền. Đây, thành tiền chúng ta kéo xuống. Kéo lúc nào hết. Thì hiện tại là cái cột mà tiền dịch vụ khác ấy là nó đang có thêm một cái dòng trống dưới cùng cái này. Chính là cái dòng tiền dịch vụ khác. Chúng ta chọn copy này. Được chưa? Copy này. Chúng ta sang đây, chúng ta dán vào cái file này. Khi dán vào đây thì chúng ta sẽ kích vào cái paste special. Tức là chúng ta kích vào đây cái chúng ta chọn value, tức là chúng ta chỉ copy mỗi giá trị thôi. Thì sau khi chúng ta copy vào đây xong ấy thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nó có cột số lượng lên giá thành tiền, nó có giá trị tiền đây rồi. Cái cột đối tượng chi tiết này chính là cái công nợ, là chính là cái cột mã khách hàng. Cái cột đối tượng chi tiết này chính là cột mã khách hàng. Rồi, thực ra là copy qua thôi. Ở đây bây giờ chúng ta ghi lại, save lại. Ok, chúng ta đóng đi thì mới đưa được vào. Ở đây bây giờ chúng ta này, chúng ta kiểm tra lại xem nhá. Đây, danh mục khách hàng có đây cả rồi. Chúng ta vào tiện ích này, chúng ta nhập khẩu từ phần mềm này, à, nhập khẩu từ Excel này. Chúng ta lấy dữ liệu từ cái file ở trong document này này, từ cái file mà file đưa dữ liệu vào phần mềm ấy, file này này. Đấy, lấy dữ liệu vì chúng ta đã copy từ bên cái vùng, copy cái dữ liệu của vùng 1 sang đây rồi. Lần sau chúng ta lại xóa, copy cái vùng 2 vào chúng ta lại đưa vào, tức là đưa từng vùng 1 vào. Đây rồi, hóa đơn bán hàng đã có đây rồi, đúng không? Ở đây chúng ta chọn bán hàng, chúng ta chọn sau. Cái file này mình đã định dạng sẵn rồi, thành ra các bạn chỉ cần copy sang này, chọn copy value ấy. Rồi là các bạn chọn là thực hiện là xong.
Thì sau khi thực hiện xong chúng ta đóng này, chúng ta vào hóa đơn bán hàng này. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ dữ liệu đây. Đã được copy vào, đây là có 439. Tương tự như vậy, chúng ta cũng mở cái vùng 2, ví dụ như này nhá. Vùng 2. Đấy. Này rồi, chúng ta copy cái này. À, đầu tiên chúng ta mở cái bên này ra, chúng ta xóa đi đã, đúng không? Cái file vùng 1 này, vùng 2 này. Xóa đi. Xóa nhưng mà phải để cái dòng trên cùng lại nhá, cái dòng tiêu đề ấy. Đi này, delete này. Rồi chúng ta bên này nhá. À, bây giờ này chúng ta sẽ Ctrl A chỗ này chúng ta ghi sổ đi. Để tí nữa ta sẽ phân biệt cái chứng từ nó mới đưa vào nó chưa ghi sổ. Đúng không? Để chúng ta biết cái nào mới đưa vào, cái nào đã làm xong rồi, đúng không? Rồi, ghi sổ thành công. Đây bây giờ thế này. Chúng ta sẽ copy cái phần bên này sang. Đây. Vẫn là copy giá trị nha các bạn nha. Kéo xuống. Copy và dán giá trị rồi. Đây, dòng cuối cùng là có thêm một dòng dữ liệu. Copy. Làm cái ấn thêm phát nữa cho chắc ăn. Đấy. Đây, file dữ liệu đây. Chúng ta dán vào đây là dán special đúng không? Value. Đấy, ví dụ đây. Đấy thì chúng ta chỉ ghi lại thôi, lưu lại thôi. Lưu lại, chúng ta lại đưa vào. Đấy, chúng ta lại đưa vào. Đây, chúng ta lại lấy đúng cái file đấy. Đấy. Đúng rồi, chúng ta chọn thực hiện rồi. Tương tự như vậy chúng ta làm tất cả các vùng khác thôi. Rồi, chúng ta đóng này, chúng ta ấn F5 một cái. Chúng ta nhìn thấy một loạt mới này, thấy chưa? Đấy, một loạt mới này. À, cái nội dung này thì chúng ta sửa đi thôi. Cái nội dung diễn giải này, chúng ta xóa từ đây nhá. Chúng ta thay cái nội dung diễn giải này. Xóa cái này đi, đúng không? Rồi, chúng ta thay nội dung diễn giải đây. À, diễn giải này. Đây rồi, ok. Diễn giải này. Đấy. Chúng ta copy này thay cái diễn giải thôi. Rồi copy lại là xong. Copy đưa vào thôi. Rồi, đúng không? Rồi mở lại cái file này nhá. Copy này. Copy này, đây. Vùng 2 này. Dán nó vào đây. Đấy. À, thế chúng ta ghi lại thôi. Server thôi. Server này. Rồi, bên này đã xóa đi rồi đúng không? Tiện ích này, nhập khẩu này.
ta có một cái sai là chúng ta copy nhưng mà lại không copy ấy, không copy giá trị, mà chúng ta copy là chúng ta chỉ copy ngang, tức là copy thì chuyển sang thì công thức nó không còn. Công thức nó không còn thì giá trị tiền nó không vào, nên là mình ký copy thì là mình phải copy là dán hoặc là dán giá trị. Ở đây là mình phải dán giá trị này. Đấy, copy này. Xong ở đây mở ra ấy, là mình dán là phải dán giá trị vào. Đây, mình dán là phải dán giá trị này, page special này, value này. Đấy, thì sau này nó mới có giá trị tiền. Đây, phải có cái này cơ. Đấy, thì mới có thể đưa vào được nhá. Đây rồi, có tiền đây rồi, đúng không? Rồi, nhập khẩu nóng. Đấy, thì các bạn đã nhìn thấy có giá trị tiền đây rồi, đúng không? Thế là đã thực hiện xong rồi, chúng ta in thì chỉ gọi in thôi. Đây là mẫu thì hóa đơn thông thường ở đây. Đây là cái mẫu, khi chúng ta làm hết những cái khác thì chúng ta thiết kế mẫu, còn bây giờ chưa ứng dụng. Mình đưa dữ liệu vào thì nó đơn giản. Rồi, như vậy là làm thôi.